Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ màn ăn mừng quay mặt lên khán đài, miệng hôn vào lá cờ Việt Nam trên ngực áo của thủ thành Đặng Văn Lâm sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Nguyễn Anh Đức ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại vòng loại AFF 2018 chứ. Ở khoảnh khắc đó, Văn Lâm đã mất kiểm soát để sự tự hào và sự tự tôn dân tộc căng tràn trong huyết quản của mình. Vừa ngay đêm qua thôi, thủ môn mang trong mình hai dòng máu Nga và Việt đã làm lại hành động đó, vẫn là ở thánh địa Mỹ Đình. Vẫn nhận được vô số sự tán dương và những tràng vỗ tay không ngớt của triệu triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam. Nhưng lần này, anh Đức không còn là nhân vật chính nữa mà mọi ánh nhìn, mọi ánh đèn, mọi ống kính máy quay hay là máy ảnh và mọi sự tự hào, sự bùng nổ cảm xúc đều hướng về Văn Lâm. Phút thứ 27 của trận đấu, Đoàn Văn Hậu trong một nỗ lực cản quả phạt góc đã vô tình xô ngã Manuel Tobia và bị trọng tài đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Chúng ta hãy thôi tranh cãi về câu chuyện trọng tài đúng hay sai, mà nên tập trung nhìn nhận vào những điều tích cực của đội tuyển Việt Nam. Trong lúc cầu thủ hai bên và khán giả đang nổ ra sự tranh cãi, thì Văn Lâm, người phải trực tiếp đối đầu với cú sút 11m lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí là có phần lạnh lùng. Không những vậy, Lâm Tây còn động viên các đồng đội với một ánh mắt đầy sự tự tin, một ánh mắt bừng lên ngọn lửa yêu nước, một ánh mắt chứa đựng vô vàn sự quyết tâm và khát khao cống hiến cho Tổ quốc. Khi Terathon Bulmathan đặt trái bóng xuống chấm phạt đền, lấy đà và chuẩn bị sút, thì Văn Lâm với một sự bản lĩnh mạnh mẽ của một con người đất Việt đã dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hậu vệ mã số 3 bên phía đối phương. Đó như là một sự thách thức, cũng vừa là một đòn tâm lý mà các thủ môn sử dụng để chấn áp tinh thần của cầu thủ sút bóng. Terathon nhanh chóng lấy đà, nhưng cầu thủ 29 tuổi lại bất ngờ dừng lại một nhịp trước khi đặt chân trụ và sút bóng. Mục đích của Terathon khi đó là để quan sát nhịp di chuyển và hướng bay người của Văn Lâm. Thế nhưng trong khi Terathon định bắt bài và đánh ngửa Lâm Tây, nhưng đây lại làm quyết định gợi ông đập lưng ông. Bởi thủ thành 26 tuổi mới là người bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn và kiên định hơn. Văn Lâm đã chiến thắng áp lực khủng khiếp trên chấm penalty, bởi chúng ta cần phải thú thật với nhau rằng thua Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở thời điểm hiện tại là một điều rất buồn và đáng tiếc. Nhưng Lâm Tây đã cho thấy tại sao mình được huấn luyện viên Park tin tưởng và liên tục được trao suất bắt chính trong vòng một năm trở lại đây. Văn Lâm thực tế đang nhấc chân và di chuyển một nhịp, nhưng lại nhanh chóng nhận ra được mánh khóe của Terathon. Lâm Tây đứng yên lại, chờ đối thủ sút trước rồi mới bay người. Vậy là kế hoạch chờ thủ môn ra quyết định trước rồi mới đá đã thất bại. Tôi tin chắc rằng Văn Lâm đã giành chiến thắng từ khoảnh khắc này, chứ chẳng cần phải đợi đến pha cản phá xuất thần sau đó. Việc trái bóng đập vào chân Lâm rồi văng ra chỉ là vấn đề thủ tục và thời gian. Bởi trên chấm đá penalty, ai thua về mặt tâm lý và tinh thần thì chắc chắn sẽ là người thất bại. Đây là một ngày thi đấu trên cả tuyệt vời của Lâm Tây. Nó xuất sắc đến nỗi không có một thứ ngôn ngữ và thang điểm nào có thể diễn tả được, kể cả là thang điểm 10 hay là 100. Bởi màn trình diễn này đã làm nức lòng hàng triệu con tim yêu đội tuyển nước nhà. Dù không giành được chiến thắng, nhưng đây vẫn là một điểm quý giá giúp cho chúng ta giữ vững được vị trí đầu bảng G với tổng số 11 điểm. Dù chỉ là một trận hòa, nhưng tôi tin chắc rằng người hâm mộ Việt Nam đã có một đêm không ngủ. Không ngủ vì tự hào, không ngủ vì những cảm xúc độc nhất vô nhị mà Văn Lâm, một con người đất Việt mang lại. Nếu như ở trận đấu trước, Nguyễn Tiến Linh đã làm khán giả khắp cả nước phải vỡ òa trong cảm xúc thì ở đêm qua, Văn Lâm đã tỏa sáng, đã có 90 phút mà chúng ta nên tóm gọn nó bằng hai chữ, người hùng. Văn Lâm dù không ghi bàn, nhưng những pha cản phá này còn quý giá chẳng khác nào một bàn thắng. Trong các trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm đều chơi bóng không nổi bật. Nhưng trong lúc mà cả Tuấn Anh, Tiến Linh hay là Hùng Dũng không thể tỏa sáng, thì Lâm Tây vẫn cho thấy sự tập trung cao độ và sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào, sẵn sàng làm tất cả khi cả đất nước đặt trọn niềm tin vào đôi găng thủ môn của anh. Văn Lâm vẫn sẵn sàng thi đấu hết mình khi tiếng gọi của Tổ quốc vang lên trong trái tim. Văn Lâm là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam đêm hôm qua. Đó là điều không cần phải bàn cãi nữa. Nếu như Văn Lâm bình tĩnh, lạnh lùng và xuất sắc bấy nhiêu ở pha cứu thua quý hơn vàng này, thì màn ăn mừng sau đó của thủ thành sinh năm 1993 cũng giàu cảm xúc, cũng bùng nổ và cũng xúc động không kém. Hãy nhìn Lâm Tây lúc ấy, anh ăn mừng như thể mình đã kìm nén tất cả, đã tập trung hết sức để làm người Thái phải thất vọng. Để rồi khi đã bảo vệ được mảnh lưới của đội tuyển, miệng hét lớn một điều gì đó đầy tự hào, sau đó hôn vào lá cờ đỏ sao vàng một cách oai hùng, một cách bệ vệ và ngạo nghễ. Đó là một khung cảnh rất đẹp, đó là một cảnh tượng mà chẳng có khán giả Việt Nam nào có thể quên. Văn Lâm đứng tại chảo lửa Mỹ Đình, dáng người cao lớn, lừng lững như một người hùng, giữa muôn vàn cờ hoa bay phấp phới, giữa hàng vạn ánh đèn lung linh, giữa cả ngàn lá cờ Tổ quốc Việt Nam bay phấp phới, phủ đỏ cả một góc trời Hà Nội. Có lẽ chẳng có lời khen hay sự hoan nghênh nào có thể lột tả hết được sự xuất sắc của Văn Lâm, bởi những thứ cảm xúc mà gỗ Nga mang lại cho Tổ quốc vô cùng linh thiêng, vô cùng đặc biệt.
mọi người dân Việt Nam đều tự hào về Văn Lâm. Dẫu biết một trận hòa cũng là một kết quả và công sức của cả tập thể, nhưng Lâm Tây là người xứng đáng nhận được những sự tưởng thưởng. Nếu như ở trận thắng 1-0 trước UAE, Tiến Linh đã trở thành siêu anh hùng mà không cần bất cứ tấm áo choàng nào, thì ở đêm qua, Văn Lâm cũng chứng minh rằng đôi khi người hùng của cả một dân tộc, cả một đất nước chỉ cần đúng một đôi găng tay. Văn Lâm đã cụ thể hóa lòng yêu nước bằng một hành động thông thường, cụm từ pha lập công chỉ được dùng để ám chỉ những bàn thắng, nhưng pha cản phá xuất sắc này có công lớn của Văn Lâm. Nếu không có Văn Lâm với bản lĩnh kiên cường, với sự chắc chắn của một chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ, thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ không thể giữ sạch lưới. Hôm nay không chỉ riêng mình Lâm thi đấu tốt, mà đấy là một điểm của toàn tập thể. Anh em đã thi đấu rất tốt, hôm nay có một điểm và vẫn duy trì được vị trí trên bảng xếp hạng. Rất tuyệt vời, mục tiêu sắp tới của toàn đội là cố gắng từng trận đấu. World Cup thì là giấc mơ của mọi cầu thủ, thì mình cứ mơ trước và cố gắng từng trận một thôi. Người hùng của đội tuyển Việt Nam trả lời phỏng vấn sau trận. Sau khi cản phá thành công quả phạt đền, sau màn ăn mừng lấy đi không ít nước mắt của người dân Việt Nam, Văn Lâm lập tức quay trở lại thi đấu và ra dấu các đồng đội vẫn phải tập trung cao độ, phải cảnh giác, không được vui sướng quá đà vì trận đấu còn dài, mà đối thủ thì mạnh. Xuyên suốt 90 phút trận đấu, Văn Lâm đã có vô số pha bắt bóng, pha cản phá và ra vào hợp lý. Đội tuyển Thái Lan có thể tung ra những cú sút, có thể nhận được quả penalty, có thể ép sân và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đều không thể chiến thắng được đôi tay của Văn Lâm. Binh đoàn Rồng Vàng vẫn có những cầu thủ biết tỏa sáng đúng thời điểm, đó là những Văn Hậu hay Quế Ngọc Hải. Và nổi bật nhất, ấn tượng nhất, dầu cảm xúc nhất vẫn là Văn Lâm. Một năm trước, Văn Lâm đã khóc và dựa vào cột dọc sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam, đã ăn mừng một cách vô thức, đã để cho sự tự hào và lòng tự tôn dân tộc căng tràn trong huyết quản của mình. Đó có lẽ là một sự trùng hợp. Màn ăn mừng vào đêm qua cũng xúc động và dầu cảm xúc không kém gì. Bóng đá rất hấp dẫn vì nó mang lại rất nhiều cảm xúc. Cảm xúc ấy đến từ ngón tay chỉ vào quốc kỳ Việt Nam. Cảm xúc ấy đến từ cái ôm của Văn Lâm sau pha dùng mặt để cản phá của đàn em Văn Hậu. Cảm xúc ấy cũng đến từ những con người mà mới năm nào còn lăn lộn chơi bóng ở Lào, còn chật vật và phải viết một lá thư đáng thương để cầu mong một lần được triệu tập lên đội tuyển. Một người sẵn sàng không nhập quốc tịch Nga, sẵn sàng quay về Việt Nam trong tình trạng không biết nói tiếng Việt, không có tiền bạc trong tay, nay đã trở thành người hùng của cả một đất nước. Cũng chẳng ngoa khi nói Văn Lâm đã giữ lại thể diện, giữ lại vị thế của nhà vua Đông Nam Á, bởi chúng ta chẳng ai muốn thất bại trước Thái Lan. Chúng ta đã từng nói về ba chàng lính ngự lâm bao gồm Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Ba chàng lính ngự lâm thực sự oai hùng của bóng đá Việt Nam. Thì hôm nay chúng ta dành sự tri ân, sự tôn trọng và tất cả niềm tin yêu, sự quý mến dành cho Văn Lâm, một miếng ghép hoàn hảo trong hàng thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người Việt Nam tự hào vì đất nước có một người con yêu nước, vừa xuất sắc trên sân cỏ. Thầy Park cũng tự hào vì đã trao cơ hội cho đúng người, đã chọn mặt gửi vàng, đúng người ở những thời khắc quyết định. Các đồng đội ở tuyến trên cũng có thể yên tâm thi đấu và tự hào khi có một người đồng đội đáng tin cậy và tuyệt vời đến vậy. Đây chính là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia ở năm 2019. Và Văn Lâm là người đã kết thúc một năm thi đấu thành công của những chiến binh sao vàng. Chú Gấu Ngà đã chiến thắng 7 Voi Thái. Đây cũng là một năm thành công của Văn Lâm cả trong màu áo đội tuyển lẫn câu lạc bộ, khi anh cùng Moulton United cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Thái Lịch. Văn Lâm, một người sinh ra ở Nga và thi đấu ở Thái Lan, nhưng luôn luôn biết tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ, ở những thời điểm mà hai chữ Việt Nam vang lên trong trái tim mình. Mới ngày nào còn là hàng thải của đội tuyển U19 Việt Nam, gia nhập câu lạc bộ Hải Phòng theo dạng cứu vớt sự nghiệp. Mới ngày nào Lâm Tây quay trở lại Nga để học kế toán. Mới ngày nào sự nghiệp của Lâm Tây đã tưởng chừng như vỡ vụn, thì sau hàng năm trời nỗ lực không ngừng nghỉ, cố gắng và miệt mài phấn đấu, ngày hôm nay xin được gửi lời chúc mừng Văn Lâm, chỉ đơn giản bởi vì anh ấy xứng đáng với điều đó, xứng đáng với niềm tin của người dân Việt Nam và cũng xứng đáng với sự tự hào, những giọt nước mắt và vui sướng của cổ động viên nước nhà. Yeah.